Hiện Tây Bắc có tới 43 trên 62 huyện nghèo nhất cả nước, tỷ lệ hộ nghèo lên tới 25,6%, trong khi cả nước là 10%. Nhiều gia đình phải sống trong những căn nhà tạm bợ, các cháu học sinh bán trú đang sống trong những lều lán, phòng học đơn sơ, vẫn còn học sinh bỏ học vì gia đình khó khăn. Vùng Tây Bắc là địa bàn chiến lược trọng điểm, là nơi sinh sống của hơn 11,6 triệu dân, trong đó trên 63% là đồng bào dân tộc ít người. Do vậy, việc vận động hơn 2.300 tỷ để phục vụ cho an sinh xã hội của vùng này sẽ thúc đẩy sự phát triển về hạ tầng, giao thông, văn hóa, giáo dục và đặc biệt là chăm sóc sức khỏe của người dân. Hiện nay, tổng số vốn đầu tư nước ngoài toàn vùng Tây Bắc đạt hơn 2,4 tỷ đô la, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của các tỉnh trong vùng, mà một trong những nguyên nhân khách quan là do hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu của phát triển kinh tế xã hội.